Con có một số người bạn đó là họ cũng tin về là có karma. có nhân quả. Dạ. Mình đi theo ma người Việt Nam không có hiểu không, mình phải nói nhân quả. Thì Ở làm này lớn sao lên Mỹ mà. mình hướng họ là tin tâm linh để theo cái đạo này. Bây giờ mình không có cần nói phải theo cái đạo thiên tâm, nhưng mà có cái cách nào mà để hướng họ tin tâm linh, tức là họ cũng có tin nhân quả, tính tạo nghiệp thì sẽ bị trả nghiệp. Thường á, chúng ta là tâm Phật, tại vì chúng ta đã tái sanh ở trong cái cõi lục đạo này nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bao nhiêu cái vật chất cám dỗ và cái nghiệp nó phủ đi mất đi, giống như cái viên ngọc mà nó bị đóng meo đóng móc rồi đóng sạn rồi nhiều quá. Cái mà muốn tin nhân quả hay không á thì cũng là ngồi thiền là dễ nhất, kêu nó cứ ngồi thiền nó chiêm nghiệm, đến khi một ngày nó hiểu được bao nhiêu người nói chuyện, bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu người trên mạng nói, rồi bao nhiêu vong linh cứ đi vô xác này xuất ra xác nọ, rồi bao nhiêu cha mẹ nó chết rồi hiện hồn về, hoặc là trong gia đình thân nhân, thì từ từ nó tin. Rồi khi khi ra đời mà muốn tìm đúng thiện tri thức, nó phải khấn cho con mỗi ngày ra đường gặp được thiện tri thức, người tốt tới gần, người xấu tránh xa, nó phải khấn mỗi ngày. Ví dụ hôm nay con là họ thiên thì con hiểu cái Phụ nói gì, nhưng mà họ diệu họ thiện ngoài kia họ nghĩ ngược lại thì họ không phải là thiện tri thức, mà lỡ mà gặp mấy người đó là uổng một đời á, hoặc là gặp con chiên mà ngoan đạo mà cứ 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 chấp á, cứng đầu. Cho nên gặp thiện tri thức rất là khó trên thế gian này, còn khó hơn gặp quý nhân nữa, quý nhân đã quá trời khó gặp. Cho nên mỗi ngày biểu nó phải khấn cho con ra đường gặp thiện tri thức để dẫn đường cho con. Nó cũng giống như một chiếc tàu mà đi lạc ở giữa biển không có la bàn, mà tự nhiên có một cái, có một con chim hay là một cái ánh đèn soi hướng mình đi là mình đã vô bờ được. Nó y chang vậy thôi. Ra đường gặp người nào quan trọng lắm, nhất là người tâm linh đó. Còn cái chị gốc nãy chị nói chị đi tới đây mà bị ba người chửi đó, chị cũng lội dặn lì, thấy mặt chị là biết lì rồi. Cho nên cũng kiên cường đó nghe. Cho nên rất là khó. Bởi tại sao Phật với mấy vị chư Phật với các vị là 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Xuống đây không phải thiên tử là phải hiện thân mặc áo long bào, cởi mão hay là kể rồng hay là gì hiện trước trên bầu trời thì lúc đó người ta mới tin. Cái đó người ta lại sợ ma quỷ nó cũng biến như kiểu như vậy. Bây giờ mong Phật Di Lặc xuất hiện, bây giờ ổng xuất hiện trên bầu trời nữa. Bữa đó giỏi lắm mà cả thế giới quay phim chụp hình rồi 2-3 ngày họ cũng vẫn không có biết tu tập. Phật đâu có thể nào mà nói chuyện trên cái clip mỗi ngày kiểu này để cho mình nhớ được. Cái clip này còn quay tới quay lui còn nghe được, hiểu không? Mà giàu có Phật Di Lặc mà xuất hiện trên bầu trời để cho họ tin thời nay Phật Di Lặc sẽ giáng lâm, thì các con nghĩ thử, các đệ tử họ thiên nghĩ thử trên thế giới, cái người xấu á, họ mạnh hơn mình và họ dữ hơn mình, họ sẽ chen lấn. Tao đi gặp Phật chứ, tao nhảy vào lòng ẩm thức tụi mày. Vì con của Phật là yếu với nhu nhược, làm sao mà giành lợi mấy con ma con quỷ để mà lên cái thuyền của Phật. Phật cũng không bao giờ hiện trên bầu trời để cho mấy cái người hung dữ. Phật chỉ muốn mình tự quay đầu. Cũng giống như mấy họ thiên có con đi, đứa nào mà chịu nghe lời mình thì mình mới nói chuyện được, còn đứa nào nó lì lợm mình chỉ ngồi ở nhà mình khóc thôi. Mẹ cũng vậy, ngày mẹ thành lập có quả địa cầu này, mẹ đã đặt cái đạo hiền xuống cái đất này, nhưng mà có ai làm hiền? Hôm nay thời đại cực kỳ văn minh, con người của mình á, chế hôm nay cộng với Mỹ, với Nga, với Tàu ơi, là mấy chục ngàn cái quả bom nguyên tử rồi, chỉ còn một trái thôi là hủy cái trái đất này của mẹ rồi. Mẹ có đau lòng không? Mẹ thường ngày nói với Phụ, mẹ cũng là rất là buồn vì con của mẹ xuống đây hiểm trần quá hư. Cha là rất là hẳn, cha từ bi, cha là độc giác Phật từ bi, nhưng mà cha cũng chịu không nổi với chúng ta đó.
Chứ không phải ngồi đây phải truyền lệnh của cha mẹ để mà nói những lời chân thật, để mà từ từ để mà cải hóa đám con mình. Cũng giống như giờ trong một trong nhà tù cũng vậy, nhốt tù nhiều quá cũng đâu tốt, mình phải cho nó từ từ dạy nó hiền lại. Cũng là con người thôi, tại họ không biết. Thì cái câu của con hỏi á, muốn cho họ hiểu về nhân quả hay không á, thì để nó bệnh đi, nghèo bệnh á, tự nhiên sẽ tìm tới Phật. Chỉ có Phật cứu thôi. Con người mình thứ nhất mình phải đứng lên bằng đôi bằng chân của mình, thứ hai mình phải tự lực cánh sinh, thứ rồi lúc đó anh em mình, cha mẹ mình giúp mình, rồi thứ ba đó rồi mấy bạn bè giúp. Chứ giờ cha mẹ anh em mình không giúp, bạn bè nó rồi cha mẹ mày không giúp mày, móc mớ tao giúp mày chắc mày có vấn đề, đúng không? Thì mình phải cố gắng, nếu cha mẹ mình nghèo, anh em mình nghèo nữa thì bạn bè giúp, rồi bạn bè nó giúp, thì lúc đó những cái người khác người ta nhìn lại, người ta thấy cái này nó có cái chí khí mà nó là người tốt, người ta giúp nó, rồi cuối cùng Phật mới giúp, cha mẹ mới giúp. Chuyện này cũng chẳng giúp ai hết, cũng chỉ đường chỉ hướng, đưa cuốn kinh và kêu mời thiền, tự đốt đốt đi bi chí dũng. Chị không có muốn tất cả họ thiên theo chị, mà theo giới luật và theo cha theo mẹ để về trời. Không phải giống như mấy ông thầy là kêu cắt ái ly thân. Đạo thiên tâm là vợ chồng phải hạnh phúc tại thế gian, pháp thế gian nó không có khác gì xuất thế gian hết. Ở trên trời người ta cũng có vợ chồng, trong cõi dục giới cũng rất là thương yêu nhau, không có phản bội nhau, không có lừa dối nhau. Thì cho nên cái hồi nãy nói là đi đạo liên tâm đi vậy, cái đó là thầu láo, tại người ta không có tìm hiểu kỹ. Không phải bên mấy bên kia là cắt ái ly thân, bên đây bên thiên tâm là giữa, là mình phải treat nhau fairly, honestly, chứ không phải là ồ có nhiêu rồi cúng dường cho thầy, có nhiêu rồi bỏ chồng bỏ con thôi mình cứ lo đi tu, tức là mình chối bỏ cái thế gian này là không đúng. Những nước mà không có hiểu về luật nhân, không có hiểu về cách mà đi về trời, tức là nó biết cái con người thiên đàng mở cổng thì vô nhân giới, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Nó biết thiên đàng mở cửa, nó muốn lên mà không biết lên đường nào, thì cái duy nhất đó là phải học nhẫn nại và tìm rất là nhiều thiện kiến thức, rồi đi học hỏi về kinh điển, đọc kinh điển trên online về dễ lắm. Những cái lời hay ý đẹp thì gán học, thì từ từ nó thấm, rồi lúc đó đó mới nghe cái kênh của Kiệt thì lúc đó mới hiểu. Chứ còn đột xuất bây giờ bất cứ một người nào mà nghe một cái quyển 207 này, họ cũng bật ngửa hết trơn á, họ không có hiểu. Thì những đứa họ thi, những người nào mà hiểu Kiệt từ đầu tới giờ thì gán là một vị Bồ Tát dìu dắt những người xung quanh mình, họ vô mình, họ không có biết, phải dạy cho họ biết, phải chỉ cho họ biết đường nào đi về trời. Chứ còn bây giờ, giờ mình đến ngày hôm nay là 4 năm trên mạng, vô mẫu giáo lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 12, hiện giờ là mình đang ở cái cuối cùng, tức là sắp sửa là giống như mỗi năm thi thủ khoa vậy đó, là sắp sửa ra bài thi cuối cùng rồi, đâu có còn thời giờ nữa mà trở về từ lớp 1 nữa. Thì những đứa hôm nay nó biết nhân quả mà nó không có hiểu về đạo đó, thì cũng y như là bắt đầu nó bập bè, cũng rất là tội nghiệp. Cho nên trong gia đình đó, ai hiểu đó, phải chỉ tụi nó trước, và chỉ một cách gắn ngọn để cho nó giật mình. Ông đó là một vị tái sanh từ trên trời xuống, lời của ổng là lời nói thật, thì lúc đầu nó sẽ giật mình, nó ghét, nó không tin. Nhưng mà mình tạo vô cái đầu của nó đó có một cái câu hỏi bự: bà chị tôi, bạn tôi nguy tín vậy, khôn vậy mà dám nói câu đó, có nghĩa là người ta đã analyze, giống như bây giờ CBA hay luật sư nó nói một cái là chính phủ mới tin, còn mình viết thơ mà nói kiểu nào ta đâu tin, đúng không? Là nó có certify. Còn chuyện này nói chuyện trên mạng 207 cái clip hôm nay cũng có certify. Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh sợ quả, thì sợ nhân lắm. Một đời này là xong, không danh không lợi, không có ai lấy ai xu nào. Lập cái đạo về lệnh của cha ban xuống, hôm nay lộ hết cơ trời để mà dìu dắt nhân sinh giờ chót. Có nhiều người á,
họ bắt bẻ ngược lại. Ồ, ai mà lộ cơ thì người đó đi về trời sớm. Cái đó là những gì bình thường mà cũng có một cái thời đại khác. Cái thời đại là thời đại cuối cùng. Thiên cơ bất khả lộ, người nào lộ cơ người đó nói mình Bồ Tát là người đó là quỷ. Cũng không đúng. Nó có exceptional nha. Ở Mỹ này cũng có exceptional. Nhưng cha cho kiệt một người một duy nhất exceptional để mà lộ cơ. Nếu không kiệt lộ cơ thì làm cho cả thế giới này biết là mình đang ở vào thời đại này sao tận thế, làm sao ra được cái đạo thiên tâm hôm nay, cứu được gần biết bao nhiêu người trên quả địa cầu này. Nếu mà không có exceptional, exceptional là tiếng Việt là gì ta? Ngoại hạn, ngoại lệ, ngoại lệ. Không có không kiệt không không ngoại lệ á thì là làm sao ai chứng minh được sáu quyển kinh thư của ngũ đại truyền thừa của Đức Thầy là thật hay giả? Suy nghĩ đi. Rồi kinh Chúa cũng có nói vào thời tận thế này Ngài sẽ tái lâm để mà cứu con của Ngài. Chúa đâu? Chỉ mặt Chúa dùm cho mình đi. Có ai thấy Chúa không? Rồi ông Notre Dame cũng có nói, Venga cũng nói, bao nhiêu kinh điển đều có nói. Cho nên ngoại lệ. Còn những người mà vô minh á, mà họ bị cái đầu bự bằng cái lu á, họ chấp kiểu nào họ cũng chấp. Mỗi một ngày kiệt đều tiếp xúc với mấy chư vị bề trên, họp hành mỗi ngày, cha và hội đồng chư Phật lo cho cả quả địa cầu, Đức Thầy lo cho quả địa cầu này, Hồng Thiên sông núi nước Việt, mấy ông thần á, thần Nguyễn Trực, thần Trận Đạo, ông Quang Trung, ông Trần Quang Hải, tất cả những vị thần kiệt đều tiếp xúc hết, đang lo cho nước Việt. Cho nên nó có những cái mà cái bản đồ nước Việt mà hiện ở Hà Nội đó, là để chứng minh cho lời câu chuyện nói là đúng. Phượng Hoàng hiện trên bầu trời Sài Gòn để chứng minh cho kiệt là được ngoại lệ. Rồi mấy ông rồng ba vòng vòng ông đang đứng đây nè. Ở trong phòng này quý vị nghĩ bao nhiêu người? Đếm đi. Đây nhiều, bốn mấy năm chục. Cộng với mười mấy vị đang đứng vòng vòng đây nữa, mấy vị hộ pháp nữa, cũng trên là 60 á. Có ai thấy không? Mỗi lần nãy ngồi thiền á, thì cũng có khấn coi mấy đệ tử gờ đầu dữ dùm. Đứa nào đang bị chết, sắp bị xui, sắp sửa ra đầu đường, bị xe đụng á, giải nghiệp dùm cho nó. Mấy vị chỉ giải nghiệp trong một thời gian ngắn khi mà có cái cơ hội gặp kiệt thôi nha. Chứ không phải giải nghiệp cái làm hết nghiệp luôn đâu. Kiệt là thuộc dạng ngoại lệ. Kiệt nói kiệt có 7 dòng hào quang, không có nói lão. Nếu ai không tin đi hỏi những vị cao tăng của nước Việt, những vị mà đắc chính là có thiên nhãn thông, hay những vị thầy Rinpoche mà siêu quần đi. Kiệt này họ là thiệt á. Chỉ có người vô minh họ không có nhận thức được và không có hiểu về đạo, thì họ có nghĩ là một quan tưởng. Quan tưởng đâu có làm vậy. Quan tưởng thì nói nãy giờ từ 10 giờ tới giờ 4 giờ mấy 6 tiếng đồng hồ cũng hết hơi á. Điểm nói không có gì. Điểm này điểm của một mình kìa. Thiên tử hạ phàm một xác một hồn. Không có ai mượn này nói hết. Khi qua Mỹ là dốt lớp 4 thì làm sao mà ngồi đây nói chuyện được. Một người mà muốn nói chuyện nhiều người nghe, nó phải mang trí tuệ từ suốt thế gian xuống thế gian này, lo ngày kiếm buổi cơm với lo nuôi em, nuôi cha, nuôi mẹ, nó không có tiền, nó hơi đâu mà đi học. Hôm nay độ được biết bao nhiêu người ở quả địa cầu này, lập được cái đạo, gieo hạt giống lành xuống thế gian để cho nhân loại có một cái cuộc sống tương lai hòa đồng. Không có đạo nào như đạo thiên tâm. Cho học kinh Koran luôn, cho học học để biết nha. Bất cứ cái gì cũng đều học hết, trừ khi học bùa học ngải thì là nó phạm trong 12 giới. Còn đạo Phật hay đạo Chúa bước vô cái sân bắc kinh của chùa là phản Chúa. Rồi đạo Phật á, thì nói cái gì á, thì cũng nói là gì đó. Mà trong khi hồi xưa Phật Thích Ca ngồi trong rừng á, Ngài A Nan hỏi Thế Tôn 40 năm dạy con còn giấu nghề gì không? Phật nói ta chỉ dạy con có nắm lá thôi à. Lúc đó mùa thu mà nguyên một rừng lá, Phật đâu có nói hết. Phật đâu có nói chuyện cha, chuyện mẹ, Phật đâu có nói chuyện những cõi này nọ làm gì. Phật chỉ nói chuyện của Phật thôi là đủ rồi.
Một nắm lá là 40 năm á. Còn hôm nay Thiên Tâm ra đời, chuyện nói nhiều hơn cái nắm lá một chút, nhưng mà vẫn lấy cái concept, vẫn lấy cái cốt lõi của Đạo Phật để mà làm cái xương sườn, để cho tất cả con của mẹ về trời dễ dàng hơn, gom lại 350 giới thành 12 giới để mà thoát luân hồi sanh tử. Bất cứ một cái đạo nào cũng giống một cái công thức để mà đưa nhân loại về. Cũng giống như bên Công giáo, họ chỉ có hai cuốn kinh Tân Ước, Trình Ước. Cái đó đâu có thoát luân hồi sanh tử đâu. Về anh trời ở cái tầng này nè, tầng của Chúa Giê-xu là của ông Hoàng Đế Thích á, tầng thấp nè. Tầng số 2 cái dài 3.000 năm, cái lọt xuống lũng tẩm. Thấy không? Còn bên mà có A-di-đà nó có thiệt. Nhưng mà mình làm sao mình giới được cái căn cơ đó? Chỉ Hòa Thượng Tiên Quá, Ngài Quảng Khâm, hay là Ngài Tịnh Không, hay là những vị Hòa Thượng Hư Vân, những vị cao siêu, người ta có nguyện lực xuất trần, người ta mới về cõi Phật A-di-đà. Cũng giống như là Đức Thầy, người đệ tử Phật A-di-đà đi ngay về với Phật A-di-đà. Còn mình là cái hàng này tham sân si ô trượt đầy mình, mà muốn về cõi đó một cái một, ồ tôi bỏ hết các ái ly thân, có nhiêu tiền tôi cúng dường cho mấy ông thầy quốc danh, cái là tôi về cõi Phật A-di-đà. Không bao giờ có. Thiên Tâm nó có căn bản và có rất là logic, có chứng minh đàng hoàng. Một người con của Thượng Đế xuống trần lập đạo, tức là có mang sắc phàm để mà viết lên cái lịch sử của nhân loại. Còn cõi bên mà Đại Thừa thời nay đó, Phật A Di Đà không có mang thân người, chỉ nghe nói qua nghe thiếp của Phật Thích Ca thôi, khác nhau á. Phật Thích Ca có mang thân người là Ngài Tất Đạt Đa, Chúa Xu có mang thân người, ông Mohammed có mang thân người, những cái đạo, những cái đó mới đi vào lịch sử. Làm con người mới biết con người khổ. Kiệt quý vị, Kiệt mới biết tâm tánh của tất cả chúng ta hôm nay ngồi trong phòng này, Kiệt bảo đảm không có ai một chồng một vợ. Đa số chúng ta đều phải có những cái đắng cay tình ái. Tại vì trên trời ai kêu mình làm con tiên, mình đi lã lướt trong tiên này, cái ngày mai mình bay mình đi lên tên tiên khác, xuống đây mình phải gặp lại hai ổng rồi. Còn con tiên cũng vậy, ở trên kia thách thức nhiều mấy con tiên nữ, bữa nay hái hoa này, bữa nay hái đào kia, thì gặp hai tiên kia xuống đây cũng gặp lại rồi. Nhưng mà chả cái nghiệp dài nghiệp ngắn thôi, đúng không? Thì cha mẹ cho Kiệt học hết những cái khổ của nhân thế này, từ khổ về cô đơn, từ khổ về thiếu tiền, từ khổ về tình ái, từ khổ về con, từ khổ về nhân duyên, từ khổ về cộng đồng, từ khổ về cái nước Việt đang vô minh mà không có hiểu Phật Thánh Tiên đang đầu thai vào nước mình để lo cho nước mình, mà có tối ngày cứ chửi Phật Thánh Tiên ngoài, thì có là có phải là phạm thượng đại phạm thượng không? Chửi Thiên Tâm là không phải chửi Thiên Tâm, mà là chửi hội đồng chư Phật, chửi cha, chửi Thượng Đế, chửi luôn cả Đức Thầy, rất là phạm tội, chứ không có bắt lỗi. Tội đó là đồng nghĩa với tội là vô gián địa ngục á, mà trong kinh Phật có nói bốn đại trọng tội. Mà họ vẫn chửi, mà mình đã quên nên mình đã xin rất là nhiều lần. Không biết thì dựa cột mà nghe. Hôm nay là Kiệt nhắc lên lần chót. Dấu hiệu Thiên Tâm ra đời là do Đức Thầy dạy, cha đặt xuống cái đạo này là của Phật Di Lạc, dấu này là của Phật Di Lạc. Đã có hàng nghìn năm ở trên trời, ở cõi đâu xuất thiên, khi xuống trần Kiệt được dạy qua bởi Đức Thầy, nó đã xuất hiện qua năm 1979 rồi. Mình có đại phước, mình hiểu được tiếng Việt, hiểu được chuyện nói chuyện, thì mình biết được cái gì đúng, cái gì sai. Nhưng mà những đứa mà tâm ma hay đầu thú đầu thai, họ không có biết được. Thì trong gia đình mình có những dạng đó, mình phải gán làm gương để độ họ. Tại con thú cũng muốn thành Phật đó.